Một cái hộp cơm thông minh. Sắp tới mình đi làm là bình thường rồi, nên là cái việc mà mấy bạn không có muốn ăn cơm tiệm á, đem cơm ngoài đi, thì hộp cơm một điều rất là cần thiết, đúng không? Ở đây mình có một cái túi cách nhiệt mọi người ạ. Nhân vật chính đây. Tèn 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 tèn. Nhưng mà cái màu của nó rất là đẹp mọi người ạ. Cái form của nó tôi thấy nó khá là vừa vặn với tôi. Còn nhiều cái hộp cơm thị trường tôi thấy nó khá là nhỏ đó mọi người. Đây nó có tích hợp cho mọi người một cái nắp nhỏ hơn, để mọi người đựng muỗng và đũa, thì nắp rất là sạch sẽ. Cui vô bên trong ha, có bốn cái gài này nên là không có sợ mà bị rung lắc hay là bật nắp gì hết. Đây là cái ngăn trong của nó, gồm một cái hộp đựng canh và một cái ngăn inox. Ở đây thì có bốn cái ngăn nhỏ riêng để mọi người đựng cơm và những cái đồ ăn khác. Nếu như bạn để hộp cơm này từ sáng tới chiều đồ ăn ở trong đây nó nguội luôn thì sao? Vẫn có hai cách để hâm nha. Đầu tiên là bỏ trực tiếp cái hộp cơm này vô microwave. Bạn có thể dỡ nắp ra, dỡ cái khay này lên luôn, chế nước sôi vô, đậy cái khay lại, đậy cái nắp lại, để trong vòng mấy phút là coi như đồ ăn nó sẽ được hâm nóng theo luôn hen. Tổng kết lại tôi thấy cái hộp cơm này sang xịn mịn mà cũng ảnh hưởng tốt với sức khỏe nữa, đầu tư một chút cũng ok. 10 điểm cho